Ai trong nhà mình sưu tầm được ta? Mày nghĩ là không phải là chip. Để cho Mi nó cho tôi mượn. Ui hết. Đây là bình nước cun đa năng đến từ hành tinh Cunaship. Hay là cuối cùng tôi cũng chơm được. Người bình thường tôi thấy uống được. Còn người tham lam thì... Đừng có tưởng tôi thua, tôi cũng là học viên của học viện Cool Galaxy, chiến binh Cool siêu phàm, giống Chippy. Hiểu Cool có rất nhiều năng lượng, bà sẽ dùng nguồn năng lượng tốt này để phục hồi lại như cũ, không còn tiếng hon. Bình nút Cool đa năng thì còn 24 thẻ quà Cool để đổi. Quà Cool phi hành gia đến từ hành tinh Cool Magic đổi bằng 12 thẻ quà Cool. Trời mạnh quá vậy, hồi nãy bình nước tôi đã bị rồi. Lần này, cái này chắc là vũ khí. Tôi sẽ bắn Chippy. Wow, chinh phục hả? Ho, bắn cho tôi cái. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết, nhanh, tôi đang tham làm, nhanh lên. Lần đầu thì áo phi hình gia. Bắn lần thứ hai thì ra ngoài vũ trụ đi. Dương phi hình gia. Xe cơm màu cun đa sắc. Biến ước mơ thành hiện thực. Đổi bằng 36 thẻ quà cun. Thôi để tôi giúp đỡ ông. Dễ cánh cửa cho về. Wow, ủa cánh cửa đâu ra hả? Ê, cái cửa chưa đụng gì mà nó đã bể. Cái tay cầm mà sao mở. Bình nước cun đa năng. Các bạn nhớ săn bộ quái thần kỳ cùng chiến binh Cun siêu phàm. Chúc các bạn săn được thẻ đặc biệt. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu với Chippy để săn thẻ đặc biệt. Đổi xe điện Cool thần tốc. Tôi đấu với Mi. Tôi có lợi thế người lớn. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy nhanh hơn Mi. Còn gì bằng uống sữa có sức khỏe, tập thể dục mà còn có khả năng săn được quà và còn có khả năng săn được thẻ đặc biệt. Cho nên tôi có thể săn trước chứ chiếc xe này nhìn rất là xịn. Cho nên tôi phải chiến thắng Chippy, siêu tầm được cái xe này trước. Ha ha ha, Chippy. Hả? Ủa? Ủa? Tại sao trong nhà mình có cái thùng? Chẳng lẽ ai trong nhà mình sưu tầm được ta? Mỹ là không phải là Chippy. Đỡ mà Chippy nó sưu tầm trước mình quê lắm. Chẳng lẽ mình thua nó? Nên Mỹ không phải là Chippy là được. Rồi mình đi kiếm coi ai sưu tầm được cái xe. Mình xin mình test thử. Nhà tôi lỡ mà ai có sưu tầm được có thể là Vibo. Cái đường đi chẹn chở giao thông quá vậy. Ủa? Chippy nó đảo được rồi hả? What? Bây giờ chóng mặt quá. Sạc pin dùm đi rồi cho mượn. Để chú Mi nó cho tôi mượn. Ủa xe này có tăng được chạy hả? À. Chạy dưới cầm xe tải. Sao Mi thấy hay vậy? Ta đi mà thôi nè. Mệt quá à. Mi đi hay vậy? Sao Mi biết đi vậy? Khóc. À cái xe hả? Trùng đòi, ổng khóc.
lái nha. Wow, lái hay quá nha, hai người Vịnh mới lái được. Trời ơi, lái hay quá, lái hay quá. Trời ơi, Vịnh lái hay quá, phải Vịnh luôn. Một vòng thôi để cho em, cho chị đi nữa cho con. Cái mặt là nghỉ luôn. Chào mặt thôi. Vịnh cái lái đà tôi buông tay ra cho đi thật nhanh luôn nha. Đi nhanh lên. 3, 1, 2, 3, chạy. Wow, mày đi ghê quá bạn. Mày đi ghê quá hả? Ấy sư, quay lại. Đi như nè. Tình ít chưa. Bạn đi thẳng quá chú. Đúng rồi. Con không đúng. Chết đi là không đúng không? Đang đi tít cổ ông nội. Vịnh. Vịnh ông. Đây. Ủa sao nó đi mà sao đi xe điện mà tôi mỏi quá vậy? Đi được nè. Đi thẳng đi. Chúc các bạn sang được thể đặc biệt.